ngày thu hoạch lúa của mình nha các bạn. Đây là máy mình đang cắt nha các bạn. Bên đây thì anh em đang dắt lúa xuống ghe các bạn ơi. Đang cân. Ở đây đa số trồng 5451 với OE18 thôi nha các bạn. Ở đây thì cò lấy cọc á là từ 6001 cho đến 6004 nha các bạn ơi. Tùy theo cái thời điểm mà chủ ruộng hợp đồng với cò nha các bạn. Bữa nay thì cái giạt đồng bính nhất này sẽ thu hoạch hết luôn nha các bạn ơi. Tranh thủ cắt trong một ngày. Nếu mà không rồi thì ngày mai bắt đầu cắt tiếp nữa nha các bạn. Khu này thì bữa nay có gần cả chục chiếc máy về đây cắt nha các bạn ơi. Chút xíu nữa mình sẽ lội ra đồng, mình sẽ quay cho mấy bạn xem về cảnh anh em mình thu hoạch lúa nha. Hôm nay có cặp máy 70 đang cắt nha các bạn. Hôm nay máy cắt quá nhiều luôn. Bên đây có 2-3 chiếc luôn các bạn. Ra tới ruộng nha các bạn. Hôm nay cắt quá trời cắt luôn nè. Lúa này nó hơi bị sạch. Khúc này cắt tay luôn các bạn. Khúc này máy cắt không được hả chị? Dạ hả? Năm nay cái này trồng giống gì vậy? 5451 hả? Mót hả? Được, khúc này cũng được khúc nữa. Dạ. Khúc này nó bị sạch sạch một chút xíu à. Chủ cho mót hay các bạn. Về nè. Bình địa luôn các bạn. Bên đây có một người hắn nha các bạn. Ngồi luôn rồi. Nay ăn cơm mà các bạn ơi, giờ này mới được ăn cơm. Ồ, dính cá rồi. Sau khi ăn cơm rồi là bắt đầu ra chạy nha các bạn. Giờ hai máy chạy chung 105 nha các bạn ơi. Đất ở đây nó cũng lầy nhầy lắm. Giống này đôi 18 nha các bạn. Ủa năm nay giống này OM18 nhưng mà giá của cò mua là ở đây 1 ký như vậy anh? À, 6001 hả? Chuyến này lên 6000 mấy là đỡ rồi đó chứ. Mấy chỗ khác chuyến rồi ngay dịch đó, trời ơi, xuống quá xuống. Ủa chuyến máy kia đi đâu rồi ta? À, hấp dầu rồi. Chỗ đó cũng lầy quá, nó bường qua bên kia luôn rồi. Trời, khúc chỗ này quá trời luôn rồi nè, bé nhừ cái chân rồi nè. Chứ rồi có 270, 300 là dữ lắm rồi, 250 nè. 270 kìa, giờ lên đấy. Tắt máy giùm đi. À, tắt máy bơm các bạn. Đất này khó cắt nên ăn mắc chút xíu hơn bạn. 350 một công nha.
đó lúng nha. Này rất lúng quá nên chú ruộng bồi dưỡng cho anh em thêm nha các bạn, một công là 350 đó các bạn ơi. Phơi nắng phơi mưa ghế cài te tôi vậy đó các bạn. Rồi chiếc này nó bường mà hơi vất vả nè các bạn. Gần nhà luôn nha các bạn, ở giặt bánh nhất mình nè. Ở đây đi không khéo là bị lúng như chơi nha các bạn. Vụ này vụ lỡ lỡ giữa thu đông với đông xuân các bạn ơi. Giờ mấy anh em máy cắt cũng dừng lại để cho máy cậu qua sang lúa nha các bạn. Cắt những cái vùng đất lung với lại chỗ nào có nước với có sình lầy gì nè, sình nước á. Mấy anh em mình phải sang. Nó hơi lâu chút máy cắt phải dừng lại. Có đôi khi nó đang chạy máy cậu kè theo để dắt lúa qua luôn. Cái này máy cắt nó dừng lại các bạn. Vài tháng nữa tới vụ kia thì đất nó khô nha các bạn. Nhưng mà cái vùng này thì mùa nào cũng như mùa nào các bạn ơi. Nó lúc nào cũng ẩm ướt gì chứ. Thảm gài mấy cái đám mưa đêm á các bạn. Dông gió nên lúa của bà con mình nó đang sập nha các bạn. Ở đây thì trồng giống chính là OE18 với 5451. Cái khúc này là OE18 nè các bạn. Giá chỉ còn 6.300, 6.400 nha. Lên hơn so với mùa dịch chín rồi dịch quá không có đi lưu thông được á, nên giá lúa nó giảm. Này số chỗ nó lên thành cây con luôn nè. Mấy bạn thấy găm 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 nó không? Lên mọng rồi lên cây con luôn. Máy cậu nè nó gầm kinh thiệt các bạn.
đó có chuột hay có gắn gì kìa các bạn. Không có người hứng lúa nên không có ai nhảy xuống bắt luôn. Rồi tài xế bay xuống luôn rồi. Mất luôn rồi, tài xế bay xuống mà không tìm gặp, chạy nhanh quá các bạn ạ. Khoảng 12, 13 bao trên công thôi nha các bạn. Nói chung là cũng không trúng mấy, khoảng 600-700 kg à. Vụ này gần chín rồi mà nó còn bị sập nữa. Bởi vì chuyến này bà con mình năng suất nó cũng không được cao lắm. Như vậy cũng trung bình rồi các bạn ơi. Tại vụ này vụ 3 mà hầu như đất ở đây không cho nghỉ luôn nha các bạn. Sông này vậy chứ là mai chiều là có máy cày nó vô nó cày rồi đó. Bông bư nó bự không? Tài xế lái rất là điềm tĩnh luôn các bạn. Bên đó là rồi hết trơn rồi các bạn. Bên đây còn miếng nữa nè. Giờ máy cắt chạy tuốt trên đầu ngàn nha các bạn ơi.